Park Bin Young để lộ ảnh hẹn hò với Park Seo Joon qua một chiếc ly. Trước đó là phóng to tấm ảnh phòng the Lee Min Ho, giờ là đến chiếc ly để trên bàn trong ảnh của Park Bin Young. Có thể thấy một khi đã muốn thì không có gì lọt khỏi mắt của cư dân mạng. Từ khi cặp đôi hợp tác chung trong dự án phim truyền hình Thư ký Kim Sao Thế của đài TVN, cặp đôi Park Seo Joon, Park Bin Young đã vướng nghi vấn hẹn hò và được các fan nhiệt liệt đẩy thuyền. Không ít khán giả băn khoăn chuyện phim giả tin thật của cả hai, nhưng cả Park Seo Joon và Park Bin Young đều phủ nhận. Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng đã soi được một bằng chứng từ hình ảnh của Park Bin Young đăng tải. Nữ diễn viên chụp ảnh check-in sang chảnh tại một nhà hàng. Tuy nhiên, thay vì nhan sắc xinh đẹp của cô, một số người hâm mộ lại chú ý đến chiếc ly đặt trên bàn. Dân mạng cũng nhận thấy hình ảnh phản chiếu này rất giống ngoại hình Park Seo Joon. Một lần nữa, tin đồn hẹn hò của cặp đôi thư ký Kim Sao Thế khiến mạng xã hội bùng nổ. Khi phóng to ảnh, các fan nhận ra rằng trên chiếc ly có hình phản chiếu của một người đàn ông, đặc biệt là giống hình ảnh mới đây của Park Seo Joon đến kỳ lạ. Cặp đôi cũng đã liên tục bị soi những điểm không hẹn mà gặp, chẳng hạn số áo bóng chày 34 của nam diễn viên trùng với số viết ngược ngày sinh 4 tháng 3 1986 của bạn gái tin đồn. Cả hai có cùng sở thích chơi golf, liên tục bị soi đồ đôi và nhiều khoảnh khắc trùng hợp. Dù đã phủ nhận, nhưng sau khi chứng kiến cặp đôi song song hay Hyun Bin Song Jae Jin, những lời phủ nhận này hoàn toàn không còn sức nặng với công chúng. Nói về việc hai người dùng đồ đôi, Park Seo Joon từng phản bác, những người thích quần áo và thời trang đều biết rõ xu hướng mới nhất. Tôi có rất nhiều kiểu, loại quần áo phụ kiện theo nhiều màu khác nhau. Nếu Justin Bieber và tôi có chung đồ vật, mọi người nói chúng tôi có hẹn hò không? Mọi người chỉ ngẫu nhiên ghép các thứ lại với nhau, vì vậy tôi nghĩ rằng mình phải giải thích cho bản thân mình mỗi lần như vậy. Hiện tại, cư dân mạng đang truyền tay nhau hình ảnh này như một minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ giữa Park Seo Joon và Park Min Young. Tuy nhiên, cũng có thể đây chỉ là một màn soi trật vì sự yêu mến nồng nhiệt của fan dành cho cặp đôi này nên nhìn đâu cũng ra thính hẹn hò. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng có thể đó chỉ là sự trùng hợp. Người đeo khẩu trang chưa chắc đã là tài tử Itaewon Class bởi chất lượng hình ảnh phản chiếu trong chiếc ly không đến mức rõ ràng để có thể khẳng định nhân vật này là Park Seo Joon. Đồng thời, khung cảnh phía sau Park Min Young có vẻ là trong một nhà hàng cao cấp. Trong khi đó, hình ảnh Park Seo Joon đeo khẩu trang lại ở trong vlog đi học nấu ăn của anh từ trước đó. Trước đó, cư dân mạng cũng đã tìm thấy trong vlog của Lee Min Ho một bằng chứng hẹn hò Kim Go Eun. Trên bức tường trong phòng anh, nhiều người đã phóng to ảnh và nhìn thấy hai tấm hình chụp cùng Kim Go Eun. Nhiều người không khỏi nhớ đến vụ án chiếc thi huyền thoại với hình ảnh phản chiếu gương mặt Chan Min, DBSK, trở thành bằng chứng tố anh đi ăn cùng với Tống Thiến năm nào. Có thể thấy, một khi đã muốn tìm kiếm thì không có bất cứ dấu vết nào có thể lọt qua khỏi ánh mắt của cư dân mạng. Park Seo Joon và Park Min Young quen biết khi cùng tham gia diễn xuất trong cùng bộ phim truyền hình Thư ký Kim Sao Thế lên sóng vào giữa năm 2018. Bộ phim này nổi tiếng đình đám khắp châu Á với những màn tương tác ngọt ngào giữa hai diễn viên chính. Sau hơn 2 năm, Park Seo Joon và Park Min Young đều đã có thêm những dự án mới, những bản diễn ăn ý khác như cả hai vẫn được đẩy thuyền nhiệt tình với mong mỏi sẽ sớm thành đôi. Hiện tại, đây vẫn là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Dù không thể khẳng định người đàn ông trong chiếc ly là Park Seo Joon, nhưng trước đó cũng đã từng có nhiều bằng chứng. Lostaram khẳng định cặp đôi thư ký Kim Sao Thế đang hẹn hò. Trong khi người hâm mộ nhiệt tình đẩy thuyền, thì phía hai ngôi sao vẫn giữ im lặng. Video cảnh hôn của Park Min Young và Park Seo Joon trong phim Thư ký Kim Sao Thế hiện đã cán mốc 327 triệu views, trở thành video cảnh hôn trong phim Hàn được xem nhiều nhất. Ngày 9 tháng 4, tài tử Park Seo Joon sẽ quay trở lại với điện ảnh và tiếp tục đem đến cho khán giả Việt Nam một tác phẩm trừ tà, cũng sở hữu nội dung cuốn hút, độc lạ mang tên Bàn Tay Diệt Quỷ.